Bói đây số cô chẳng giàu thì nghèo, ngày 30 Tết thịt treo trong nhà. Số cô có mẹ có cha, mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông. Số cô có vợ có chồng, sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai. Bói đây, bói ra ma, quét nhà ra rác đây. Đầu năm hoa lá xôn xao, nở như đón chào. Nhờ ông tin đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phận nghèo chẳng sang cướp cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu ngõ lời là nên giải ngẫu. 12 con giáp chứ em đây cầm tình quý người. Nhìn tay anh đoán chứ năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này vườn số lắm con. Muốn cho vùng chồng nhờ ông môi giới. Mỗi mai đưa được không đó coi cái mặt kìa. Cái làm mỗi làm mãi là nghề của anh cha truyền con nuôi. Anh nổi tiếng khắp gần xa, có ai mà không biết. Sao em nhìn anh rồi tối dạ nghi. Xuống này nè, khi mái chưa tàn nghẽn chưa mỏi cánh, là sẽ có người đến ngõ cầu hôn. Thiệt không? Thiệt. Ôi trái tim non chưa biết rung động xuyến sao, lòng trong trắng chưa có người để mơ để mộng. Xa tận chân trời em tìm chỉ hoài công, mà duyên mới lòng vòng chỉ lần ngỡ trước mắt. Gần xuân về qua lá muôn phần đẹp xinh. Riêng tôi tuổi phận cho mình, má đào môi thắm sâu tình nơi đâu. Năm nay bảo đảm một câu, chỉ tay duyên nợ đã lâu đợi chờ. Đầu xuân xuất hiện bất ngờ, nếu em tin bói thì bây giờ có ngay. Hổng chừng mà đi một về hai, nhờ ông làm mối làm mai tức thì. Người mình quen lắm nhìn sơ em biết ngay, chẳng ai xa lạ chính là ông đây. Thôi đi ông ơi, cái duyên nợ duyên là gió trái tim ý hợp đồng tâm. Mấy trao lời hẹn ông đừng thấy tôi túi phần hận duyên, mà đem lời ghẹo cho buổi đông xuân thẹn thùng bỡ ngỡ. Ông hãy nhìn kia cánh bướm nhẫn nhơ bên cành qua, thăm chim én tung tăng trao lượm giận mây báo hiệu. Nơi nơi đang rạng giữa sông, mà chỉ riêng tôi một mình cô lẻ. Ông còn buông chi những lời trăng gió, khiến cho tôi thêm buồn tuổi thân mình. Ông chỉ muốn được cùng em trao gửi chân tình. Em ơi, tháng lại ngày qua hạ tàn đông đến, nay đã xuân rồi mà tình vẫn bơ vơ. Hả? Nói vậy từ lâu ông. Anh đã để ý người ta. Trời ơi, sao không nói ra mà bài lắm trò trêu ghẹo hả? Chỉ sợ em chê anh là chàng thanh niên yêu cuồng sông dội, rồi ngoảnh mặt cho anh ôm một mối si tình. Đó, anh sợ là sợ vậy. Mà nãy á, anh coi bói như vậy có được không? Tài năng tin đó như anh thật khôn quá trời hả. Tình duyên đưa tới chứ em ơi, duyên định sẵn rồi. Dẫu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười, đầu năm lo cưới cuối năm thêm người. Một lần thôi em là đối với anh mùa xuân bất tận chia dần cho anh chỉ một lần thôi. Gặp em bài tỏ mà cứ bâng khuâng ngày ngùng lần lừa này. Gặp tơ duyên đầu năm coi quẻ có lẽ em ơi tơ trời kết nối cho anh với em được thành chồng vợ không sợ mai đây đời ta đơn là anh sẽ về thưa cùng má cùng ba bước tới nhà em mà xin lễ cao trầu. Chê cười mình trên bọc trong dâu. Chuyện đó em khỏi lo anh tính rồi. Em một tiếng mình làm đám cưới ngay đầu năm. Rồi cuối năm sanh con trai và sang năm sanh liền một đứa con gái. Dù gái hay trai chỉ hai là đủ. Chỉ hai là đủ. Mình xây dựng bên nhau một hạnh phúc lâu bền. Vậy là em nhận lời tỏ tình đầu năm của anh rồi phải không? Dạ. Trời ơi, bối bày đầu năm mà sao hên quá xá. Anh ơi, đây là thiên duyên tiền đình nên xuôi khiến đầu xuân cho hai đứa mình gặp nhau. Dẫu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lo cưới cuối năm thêm nữa. Làm sao để vượt qua giai đoạn đó? Mẹ động viên Trân là cố gắng đi hát để tiếp tục làm cho ba vui, tiếp tục nối nghề của ba. Trong thâm tâm của ba lúc nào cũng mong con mình mà đi hát được á là ba Trân mừng lắm. Hãy cùng trải lòng với nghệ sĩ ưu tú Quế Trân trong tập 6 chương trình Ngôi Sao Đương Thời. Điêu thuyền. Điêu thuyền. Dạ. Đi về. Ủa? Cái gì kỳ cục không? Khi không cái hẹn người ta ra đây chưa có nói gì hết trơn hết trọi á, rồi cái đuổi người ta về hà. Nàng có biết thời gian là giá trị, nàng hẹn giờ này mà giờ kia nàng mới tới hay không? Thôi mà vuốt giận đi mà Phụng Tiên. Vuốt gì mà xa ba thước mà vuốt. Khuyên quân tử bớt cường nông tánh để cho em cạn tỏ nguồn cơn có phải đâu em là kẻ phụ phàng lời giao ước lòng này ghi tạc. Thật vậy không hả? Dạ thiệt Phùng Tiên. Chà bạn, chà bạn. Ơi da, ơi, ôi à. Nàng có biết chương trình này do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện. Chương trình phát sóng hàng tuần vào tối thứ ba trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2 lúc 13 giờ đó nha. Đồng hành với chương trình đó là nhãn hàng Tôn Tân Phước Khanh. Chào đón nghệ sĩ ưu tú Quế Trân với chương trình Ngôi Sao Đương Thời. Thôi, chúng mình hãy vào đây tâm sự nha. Anh hồi hộp bởi vì anh nói chuyện với một người mà cả dòng họ nhiều đời đã theo nghệ thuật cổ truyền của dân tộc. Thôi bây giờ mình nói giọng bình thường đi. Dạ, nói Trân... kiểu này tới sáng thiệt á. Quế Trân ơi, thế dạ. Thì dòng họ của mình đã bao nhiêu đời để theo nghề rồi hả? Dạ, đầu tiên á là cụ tổ Vĩnh Xuân là hát bội, yeah. Sau đó thì tới ông cố là Bầu Thắng cũng là hát bội, rồi ông nội Minh Tơ là từ hát bội sau đó chuyển qua là hát bội pha cải lương, rồi sau ông nội là tới ba là nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng. Nghệ sĩ Quế Trân đã tiếp thu được trực tiếp nhiều nhất về nghề nghiệp. Ai là người thầy đầu tiên? Dạ thì từ nhỏ là đã được đi theo ba, theo mẹ vào các đoàn cải lương mà ba tham gia, như là đoàn cải lương tuồng cổ Minh Tơ, rồi đoàn cải lương 284. Và cứ về nhà thì học theo, rồi ca theo, nghêu ngao một số đoạn mà mình thuộc. Rồi cái ba có một cái máy cassette nhỏ nhỏ như vậy nè, thì ba thu âm lại, lúc đó là khoảng 4 tuổi. Sau đó là 8 tuổi là có một cái vai đầu tiên, là lúc đó là Quế Trân tham gia đoàn đồng ấu Bạch Long. Tính ra, dạ, tính ra là cái vai diễn đầu tiên Trân có được mà được thầy dạy kỹ lưỡng hơn, cơ bản hơn là thầy Bạch Long. Wow, cùng với Quế Trân hình như cái lứa đó rất là nhiều dạ. Con của các nghệ sĩ cùng tham gia, dạ, còn có ai còn nhớ không ạ? Dạ có, trong đó có anh hai Trân là anh Nhật Tân nè, rồi có chị Trinh Trinh nè, có chị Tú Sương, có chị Ngọc Trinh. Và nhiều các anh chị em nhỏ nhỏ tuổi lúc bấy giờ. Thì Trân nhớ lúc đó là Trân 8 tuổi, còn các chị là mười mấy tuổi trở lên. Thì đó là một cái kỷ niệm rất là khó quên của tuổi thơ, là cái nền tảng đầu tiên. Sau đó thì sau cái thời đồng ấu Bạch Long đó là gì? Sau đó thì lo việc học nhiều hơn, thành ra là Trân gián đoạn không có theo đoàn. Học văn hóa. Dạ. Trong khoảng thời gian đó mặc dù là không tham gia nhiều, nhưng mà những dịp lễ Tết nè, có vai diễn thì Trân vẫn hát. Bắt đầu hát hơi những cái vai đào lớn lớn hơn rồi. Thì có đoàn Dạ Ly Hương tuổi trẻ là Trân hát cho đến khoảng 17 tuổi. Thì sau đó là Trân tham gia giải Trần Hữu Trang năm 18 tuổi. Cái vai nào để đoạt giải Trần Hữu Trang năm 18 tuổi? Dạ, vai Thiên Kiều Công Chúa trong vở Trắng Hoa Mai. Và cũng là đánh dấu một cột mốc quan trọng khi giải thưởng chuyên nghiệp Trần Hữu Trang là đã chuyển sang một giai đoạn hoàn toàn đứng vững chuyên nghiệp trên sân khấu, phải không ạ? Dạ, năm 1999 thì Trân và anh Hữu Quốc là hai huy chương vàng của năm với cái giải thưởng triển vọng Trần Hữu Trang. Kìa. Dạ đúng rồi. Dạ, lúc đó thì 18 tuổi mà còn non lắm. Anh Quốc cũng vậy, bây giờ nhìn hổng ra luôn á. Thì sau đó hai anh em đi hát thường xuyên hơn. Và đặc biệt là năm sau đó là năm 2000 thì Trân với anh Quốc là được mời làm người dẫn chương trình cho giải triển vọng Trần Hữu Trang năm sau. Khi mà nhắc đến Quế Trân thì mọi người ấn tượng cả hai lĩnh vực. Dạ. Vừa làm tốt trong những cái vai tuồng cổ, nhưng mà đặc biệt với tuồng xã hội cũng rất là hay. Thì làm sao Quế Trân có thể phối hợp hai cái điều đó mà điều tốt? Có lẽ là do quá trình từ nhỏ Trân được theo ba xem cả hai đoàn hát với hai phong cách nghệ thuật khác nhau. Đó là đoàn cải lương tuồng cổ Minh Tơ nè, là hát cải lương tuồng cổ cổ trang nè, rồi đoàn 284 á là đoàn chuyên hát về xã hội. Cho nên là có lẽ là Trân hiểu được và Trân cảm được cả hai loại hình đó. Bây giờ thì tánh tôi kỳ lắm, ai giỏi tôi hay thử thách lắm. Vậy sao ạ? Bây giờ thì nếu có một đề thi hơi khó thì Quế Trân có dám thử thách bản thân mình hay không? Dạ chưa biết là như thế nào, không biết có làm. Rất là đơn giản. Thí dụ như một cái tuồng xã hội, nhưng mà mình diễn, mình ca, mình nói theo tuồng cổ. Quý vị thấy có được không? Chuyện này chưa từng xảy ra. Nhưng mà đối với người đa tài như thế thì tôi nghĩ sự chuyển hóa nó có cơ sở để thành công. Trời ơi, trời ác quá. Và bây giờ phần hóa thân tuồng xã hội theo phong cách tuồng cổ của Quế Trân trong Ngôi Sao Đương Thời xin được phép bắt đầu. Anh Trí ơi, kể từ nay anh không còn sợ cô đơn. anh em trọn đời săn sóc đau thương, buồn vui năm tháng anh sẽ tìm thấy ở bên em. Anh sẽ về lại quê hương mà làm thơ ca tụng trăng vàng. Trăng của quê hương vẫn đậm tình thương nhớ, mà từ lâu mong đợi cánh chim phiêu bạc giữa dòng đời. Chẳng còn ai thương tưởng như là em đã thương anh. Ôi nhân tình thế thái là đây, giờ bên anh chỉ còn có một Mai Đình, người mà anh bỏ quên suốt quãng đời đau khổ. Những chuỗi ngày còn lại anh cho em là hạnh phúc lắm rồi. Đó là niềm vui cả một cuộc đời. Em mới là người anh mang ơn sâu nghĩa nặng, anh mãi tôn thờ suốt cuộc đời anh. Em ráng làm thật sự luôn á, mà hồi hộp quá, không biết đức chọn nào, không biết sao. Thật ra thì cái thời hoàng kim của Quế Trân đã nhận thấy từ đoàn 284 với những nghệ sĩ lừng danh, với những vở diễn mà người ta mua vé không còn để đi xem, phải đợi xếp hàng hoặc là chờ đến dịp sau. Dạ. Thì cũng là cái thời chứng kiến của những cái đoàn cải lương tan rã. Quế Trân hình như có một ngôi sao may mắn chiếu mệnh, người ta vẫn mời Quế Trân trong các sự kiện, trong các dịp lễ hội để chia sẻ với khán giả về lời ca, tiếng hát của cải lương, của vọng cổ, của sự yêu thương. Cảm thấy mình là người may mắn không Quế Trân? Dạ phải. Khi mà Trân bắt đầu theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp thì sân khấu cải lương lúc bấy giờ như anh nói là không còn được cái thời hoàng kim nữa. Thì đó cũng là một cái điều rất là khó khăn và thiệt thòi cho những thế hệ trẻ lúc bấy giờ. Nhưng mà có một điều là Trân đã ý thức được ngay từ nhỏ, đó là đối với Trân, sân khấu cải lương đó không chỉ là một cái nghề truyền thống của gia tộc mình, mà nó còn là một cái nghề truyền thống của dân tộc của mình nữa. Chính những cái điều đó đã tạo cho Trân thêm một cái động lực. Lúc đó Trân nhớ là sân khấu cải lương không có hát nhiều lắm, và thời bấy giờ là đại nhạc hội nổi lên rất là nhiều. Trân cũng là một trong những người nghệ sĩ cải lương được đi đến các nơi biểu diễn, từ trong thành phố cho đến các tỉnh thành. Và khi đi đến đâu thì Trân lại thấy khán giả cũng đến ồ ạt khắp nơi. Nhiều khi người ta ở xa xôi, những vùng sâu vùng xa, người ta không đến được với rạp hát để người ta xem qua từng suất diễn đó, thì nghệ sĩ mình lặn lội một chút xíu, đi sâu đi xa một chút, nhưng mà được đến gần hơn với khán giả. Thì đó cũng là một cái niềm mà mình cảm thấy đây cũng là một cái niềm hạnh phúc lớn cho người nghệ sĩ khi được đứng trên sân khấu mà được khán giả vỗ tay, khán giả mua từng chiếc vé chờ người nghệ sĩ từ chiều để thuê một cái ghế nhựa ngồi xem. Đó, thì Trân nghĩ cũng còn đâu đó một cái niềm tin, một cái niềm động lực là khán giả vẫn còn thích cải lương thì mình vẫn còn ca vọng cổ. Có những dịp đồng hành tình cờ anh em gặp nhau trong chương trình thì Thanh Bạch có chú ý những cái cách mà Quế Trân chọn lựa những bài hát trình diễn. Quế Trân rất là sẵn sàng. Có những khán giả muốn hát bài chung với Quế Trân Thì không phải là Quế Trân vì mình là chuyên nghiệp cho nên thôi đừng hát rủi người, hát dở ở đây lâu theo mình cái chết. Không, Quế Trân rất là sẵn sàng dòng sông quê em, bởi vì người ta thích vậy. Chợ mới là chợ mới, và cái trữ lượng bài của Quế Trân rất là nhiều đó quý vị. Coi như không có khi nào mà bỏ sót bài nào người ta yêu cầu hết trơn á. Chính vì cái trữ lượng nhiều như thế cho nên khán giả lại càng yêu mến và đầu tư về trang phục. Mặc dù là áo dài nha, nhưng mà cũng những cái kiểu dáng mang cái hơi hướng thời trang hiện đại nữa. Không biết ai là người lo cái phần trang phục cho Quế Trân hay là tự mình nghĩ ra? Em trước tiên thì em cũng xin được cảm ơn anh Thanh Bạch rất là nhiều, bởi vì thật sự hôm nay á mới được nghe anh chia sẻ những cái điều đó. Bởi vì cũng rất là nhiều chương trình Quế Trân được đi làm với anh Bạch mà em cũng không nghĩ là anh để ý đến từng chi tiết như vậy. Không, anh rất là công bằng. Nghệ sĩ nào mà hy sinh đến đâu, có khi anh không nói đâu, nhưng mà anh biết hết. Bởi vì sao? Phải yêu nghề lắm mới làm được như vậy. Có lẽ anh nghĩ một điều xa hơn, nhờ thầy Thanh Tòng đã giúp đỡ quá nhiều người, nhiều nghệ sĩ. Mà con gái thì nhờ đức cha, cho nên những cái ngôi sao may mắn đó nó đáo lại, làm cho Quế Trân lúc đó từ sáng lên. Thì tất cả những điều đó không qua mắt được anh Bạch đâu. Dạ đúng rồi anh Bạch ơi, thật sự đúng. Đó là những cái cơ hội, những cái dịp mà em được đi hát ở những cái show diễn như anh Bạch nói á, thì nói chung em cũng nhìn ra được là muốn đến gần với khán giả, đối tượng khán giả đó, môi trường biểu diễn đó thì mình phải như thế nào, mình phải linh hoạt hơn để mình có thể đứng trên sân khấu đó và mình có thể thu hút được người xem. Yêu thương mình là một, nhưng yêu thương cải lương mình là trên hết. Cho nên chính những cái hành động đó thì Trân mong là mình được góp một phần nhỏ nào đó để khán giả còn nhớ, còn nghe và còn yêu thích làn điệu vọng cổ cải lương. Và quý vị biết không, đằng sau sân khấu á, là không phải một chàng trai nào chăm sóc đâu, mà là người thân, người nhà bao giờ cũng lo trang phục, bao giờ cũng lo đĩa hát, rồi trang trí nữa, trang điểm, và rất là nghiêm túc trong nghề nghiệp. Không bao giờ hẹn hò sau khi diễn là phải đi cà phê, là nhậu nhẹt gì đâu. Mấy chuyện đó hầu như không có. Và chính vì vậy cho nên cái thanh xuân của Quế Trân nó kéo rất là dài. Hầu như thời gian bỏ quên Quế Trân, bỏ quên anh em mình luôn hay sao á, đúng không? Tại vì mình tập trung cho nghề, mình làm nghề tốt trước đã rồi mới tới những cái còn lại. Thì những dự án của Quế Trân sau này nữa thì chắc có lẽ mọi người cũng thấy và ngưỡng mộ. Một chút xíu nữa mình sẽ trao đổi tiếp. Còn bây giờ thì có một trò chơi nho nhỏ đây. Chơi nữa hả anh? Cái này dễ lắm. Dù cha có bất nghĩa, làm con cũng phải thảo ngay. Hôm nay Chúa xem ta như loại rác rơm, ta coi Chúa như thù như giặc, ta coi Chúa như thù như giặc. Rồi, câu đố đây là tuồng gì? Dạ, đây là tuồng Trảm Trịnh Ân. Với cái vở vừa rồi á, đó là cái vở mà đầu tiên mà Quế Trân được hát cùng với ba. Mà lúc đó đó thì Trân nhớ là ba Trân hồi hộp lắm. Tức là không biết là con mình có làm nổi không? Tại vì cái vai này nó khó quá, vừa có ca, rồi vừa có diễn mà lại vũ đạo nữa. Thế là ba mới cho Trân đi học vũ đạo là từ chú út của Trân là chú Thanh Sơn. Học xong rồi cái ba mới kêu xuống trả bài. Trả bài coi có hát được không mới cho. Thì lúc đó Trân ham hát lắm, kêu là làm ngay. Ba thấy cũng được, yên tâm được một phần. Mà thời đó là làm video thì phải vào phòng thu mình thu tiếng trước. Thì khi mà đứng vào phòng thu thì Trân micro hai cái đang cao như vậy mà Trân thấp chủm à. Thế là ba coi Trân làm sao thì Trân mới thấy vậy chứ mới lấy tay Trân kéo cái bìa rơi xuống cho nó vừa tầm. Rồi cái Trân ba thoại tới đâu Trân thoại tới đó, ba hát cái gì rồi Trân đối đáp đó luôn. Nhưng mà trong phòng lạnh mà tay của ba đổ mồ hôi á, Trân ướt hết luôn, rất là lo. Mà khi mà quay xong cái khúc này thì thật sự ba Trân mừng lắm. Bởi vì ba Trân nghĩ là con của mình có thể nối nghiệp của ba. Mà đó là điều mà ba Trân rất là mong ước, mặc dù là ba Trân không bao giờ nói ra hết á, và cũng không bao giờ ép buộc là con cái của mình phải theo nghề. Nhưng mà trong thâm tâm của ba lúc nào cũng mong con mình mà đi hát được á là ba Trân mừng lắm. Cho nên là từ đó là Trân cảm thấy ô, đi hát thật là thích. Đi hát khán giả yêu thương rồi vỗ tay rần rần như vậy, lúc nào cũng được vui vẻ tràn ngập tiếng cười, mà ba mình lại thích nữa. Cho nên là Trân cứ mong là cứ đến những cái ngày lễ, ngày nghỉ là Trân chỉ được đi hát là Trân mừng. Và ba Trân nói là phải học giỏi á, thì mới được đi hát. Thành ra là Trân cũng cố gắng làm tròn được cả hai cho ba vui. Nhưng mà có một cái giai đoạn tiếp theo là khoảng 2016 đến 2017 thì hầu như là Quế Trân tạm ngưng mọi hoạt động của mình. Bởi năm 2016 á là một cái năm mà không thể nào mà quên được trong cuộc đời của Trân. Làm ngay cái đêm mà chung kết cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ năm đó thì ba của Trân ra đi. Sau cái lần đó thì Trân cảm thấy là mất mát rất là lớn, hụt hẫng rất là nhiều. Và có một khoảng thời gian là Trân dường như là Trân muốn giam mình ở trong nhà á, là cũng không muốn ra ngoài và cũng không muốn đi hát nữa. Làm sao để vượt qua giai đoạn đó? Dạ thì sau một khoảng thời gian nhận được sự động viên của mẹ, thì lúc nào mẹ Trân hồi đó đến giờ là luôn kề vai sát cánh với ba nè. Ba đi hát đâu cũng có mẹ bên cạnh chăm lo nè, lo từ cha cho đến thế hệ của con nữa. Thì mẹ Trân mặc dù là không có đi hát, nhưng mà cái nghề cũng ăn sâu vào tim của mẹ rồi, cho nên là mẹ động viên Trân là cố gắng đi hát để tiếp tục làm cho ba vui, tiếp tục nối nghề của ba. Dạ, rồi bên cạnh đó thì các cô chú đồng nghiệp ở trong nghề nè, rồi các khán giả cũng yêu thương nhắc nhở. Rồi sau đó thì Trân lại nhận được những cái vai diễn hay, và chính những cái vai diễn đó là Trân cảm thấy coi như là vực dậy Trân. Sau cái lần đó thì Trân nhận cái vai Công chúa Ngọc Bình trong vở Chân Mệnh, cũng là một cái vai diễn hay. Rồi vai Lan trong Lan và Điệp. Rồi những năm sau đó Trân có một số vai diễn nữa, mà cho đến những năm gần đây lại càng thêm những cái vai diễn mà Trân cảm thấy là ồ, mình lại được học hỏi thêm nhiều điều. Mình cảm thấy mình được trưởng thành hơn, mình cảm thấy chững chạc hơn. Và dường như là có một cái gì đó mà nó linh thiêng, nó tâm linh một xíu, là như là ba Trân dẫn đường cho Trân có những cái cơ hội tốt đó, và được làm việc với lại các cô chú trong gia tộc, trong gia đình. Mà chẳng hạn như là vở Tiên Nga, dạ, Tiên Nga của chú Thành Lộc. Trân được lúc đó thì Lê Phương đang có em bé, cho nên là nhờ Trân thay vai Kiều Nguyệt Nga. Chưa bao giờ Trân nghĩ là Trân và chú Thành Lộc được hát chung trên một sân khấu như vậy, mà được học nghề ở chú. Trân cảm thấy đó là một cái điều may mắn, là sau ba Trân là người trong gia đình dạy dỗ, thì đến năm 2019 vừa rồi là chú Thành Lộc đã dạy cho Trân rất là tỉ mỉ. Đó cũng là một cái duyên may đối với Trân. Và cũng là lúc để một cái bậc thang mới, thể loại vừa diễn vừa hát. Và cái đó nó sẽ là một cái tín hiệu vui để báo hiệu cho những cái gì khác hơn, lạ hơn mà Quế Trân đã từng làm. Dạ. Thì Quế Trân đã bớt sợ rồi, không còn lo nữa. Vì mình đã vượt qua một cái ải rất là khó. Xin chúc mừng Quế Trân. Dạ em cảm ơn. Còn bây giờ thì giây phút êm đềm đã qua. Bây giờ tới giây phút hấp dẫn bắt đầu. Đây là một người bạn rất thân thiết với Quế Trân, mà bây giờ trong vòng 60 giây phải đoán đúng. Nếu đoán sai thì người ấy sẽ ra về và không xuất hiện trên sân khấu. À, chết rồi hả? Còn nếu đáp đúng thì tự nhiên ta có mặt thôi. Dạ. Có 4 dữ liệu lần cho nên không khó đâu. Dạ. Sẵn sàng nha. Thời gian bắt đầu. Đây là một nghệ sĩ nổi tiếng được nhiều người yêu thích. Nghệ sĩ nổi tiếng thì khoan, trả lời thuộc lĩnh vực cải lương. Cải lương thì quá gần với em. Yếu rồi. Yếu tố thứ hai, từng nhiều lần nhận được giải Mai Vàng cho hạng mục nam diễn viên sân khấu được yêu thích. Em biết rồi, cho biết cái thứ tư luôn em nói luôn nè. Mới có 2 đó, bây giờ tới 3. Là người bạn diễn đôi khi rất đáng yêu và cũng đôi khi rất đáng ghét đối với Quế Trân trên sân khấu. Biết luôn. Trời đất ơi. Và cuối cùng là nghệ sĩ trẻ đoạt giải Chuông Vàng Vọng Cổ. Nghệ sĩ khách mời xuất hiện sau đây là ai? Võ Minh Lâm. Chúc mừng. Mời Võ Minh Lâm ngồi đây. Chào em. Chào anh Bạch. Anh Bạch thấy không, khi mà nói một cặp đào kép thì trong đầu Trân chỉ nghĩ đến cũng là những nghệ sĩ nam mà được đếm trong lòng bàn tay thôi. Thì trong lòng bàn tay đó thì có Võ Minh Lâm. Lần đầu tiên mà Võ Minh Lâm và Quế Trân biết nhau là trong cơ hội, trong dịp nào? Chắc có lẽ là Lâm biết Trân trước, biết cũng lâu lắm rồi. Và từ khi là Trân đoạt huy chương vàng Trần Hữu Trang nè, rồi sau đó thì diễn viên tài sắc, Lâm là người cắt phiếu rồi ghi bình chọn, rồi báo bao nhiêu Lâm mua về Lâm cắt, Lâm dán gửi bưu điện luôn. Thiệt luôn hả Lâm? Thật. Chuyện bây giờ mới cởi đó. Đúng. Bây giờ Trân mới biết đó, bây giờ mới biết. Trong cái phần đậu là có phiếu của người ta đó. Vậy hả? Vậy nói Lâm hả? Thực sự bởi vì mà nói là nghệ sĩ Quế Trân là một trong rất ít những cô đào mà Lâm rất là mến mộ. Cho nên là khi mà Lâm đoạt giải Chuông Vàng thì trước đó thì Lâm cũng có gọi là ước mơ được một lần gặp ở ngoài đời và hát phụ diễn với Quế Trân. Và thế là các anh chị thí sinh nói này, thôi đi, đừng có mà mơ, mình phải là chọn những người mà gọi là vừa vừa thôi, gọi là xứng với mình một chút xíu. Người ta lên người ta coi Quế Trân không coi mình thi giờ. Thế là vòng chung kết, vòng xếp hạng, vòng gì vòng đó là gạch Quế Trân hết. Quế Trân hết là toàn bị gạch ra hết, là bởi vì người ta sợ là không có coi em mà coi Quế Trân. Rồi Lâm cũng không có biết là mình đến bây giờ mình được, cũng chẳng bao giờ dám mơ mộng là được hát với Quế Trân. Thế là được chị Tử Uyên là người đã gieo cái duyên này, được hát song ca với nhau lần đầu tiên, đó là bài Vọng Cổ Phùng Ngọc Liêm của Cố Xuân Giả, Trọng Nguyễn. Đó, hát một câu trong bài đó được không? Liêm ơi sao chưa đi học? Lời thủy gọi còn nguyên trong lòng ngực. Liêm mang theo vào trận đánh sáng nay. Thuộc mà, và kỷ niệm của người ta mà. Trân ơi là Trân, người ta nhớ, người ta thuộc vậy đó. Hay quá. Bởi vậy cái bài Vọng Cổ đầu tiên là Trân nhớ là hai người hát không có hát chung. Đúng rồi, không hát chung. Mỗi người hai câu riêng, hai câu riêng cũng chẳng gặp nhau nữa. Rất là nghiệt ngã. Trong khi là được mang tiếng hát chung với Quế Trân, mà em quay xa trước rồi Trân quay sau, là hai người không dính líu gì nhau. Tới chừng nè thu phát lên thì có dừng lại chung, thì có dừng thấy không? Có nghĩa là em hát 2 câu đầu xong rồi Trân hát 2 câu sau rồi không gặp nhau luôn. Khi nào thì mới thật sự là hát ăn ý và diễn với nhau chung trên một sân khấu, chứ không phải là người quay đàn Đông, người hát đàn Tây rồi ghép lại. Lâm nhớ là 2009 là tuần cải lương đầu tiên, là tuần Trắng Hoa Mai. 2008, 2009. Đúng rồi, cái vở Trắng Hoa Mai là vở cải lương đầu tiên trên truyền hình mà Quế Trân và Minh Lâm là hát chung với nhau, là có bài diễn. Đó cũng là cái vai là em đạt huy chương vàng Trần Hữu Trang đó. Hồi xưa em hát trích đoạn em thi thôi, nhưng mà khi mà quay với Lâm là quay nguyên một vở. Và phải nói là một cái vở này tới bây giờ thì đó là cái vở đầu tiên mà là một cái vở mà khán giả luôn nhớ. Nhớ lại hôm nào bồn ngựa vừa lau máu tanh kim bạc, trời Nam Nguyên thành khói chưa tan, ba quân ngựa nghiêng tuần rượu khải hoàng, thiếp cùng đoàn tùy tùng vũ ngoạn. Ôi bỗng tiếng sáo từ đâu văng vẳng, nghe giặc diều cao vút chơi vơi, rồi từ đó lòng thiếp cứ vấn vương thương nhớ mơ Có Thừa Thắng xong lên tiếp theo là cái gì? Dạ xong tiếp đó là vở Mai Trắng Xe Duyên. Sao cái gì cũng mai mà cũng dạ đúng rồi. Trắng dạ. Bạch đó. Làm gì có duyên với mai và Tết. Tức là mỗi năm mình làm một tuồng đấy. Đúng rồi, mỗi năm là một tuồng. Rồi cũng bắn một thời gian sau thì hai người cũng không có hợp tác nhiều. Nhưng rồi chắc là do cái duyên á, anh, cho nên là dù đi đâu thì cũng trở về. Gần đây là ra rất là nhiều những cái tần suất nó cũng xuất hiện cao hơn với nhau đó, qua những cái sản phẩm trên YouTube và cũng trên sân khấu nữa. Nhưng mà thấy những cảnh mặc dầu là quay vlog trên YouTube nhưng mà ôi cha, đầu tư rất là hoành tráng. Dạ. Xong rồi em lại lôi kéo Trân theo, nói là trên YouTube làm đi, mình sẽ có những cái vai diễn, những cái sản phẩm mà mình thích thì mình làm thôi. Người ta chưa chắc người ta mời mình vào cái vai đó thì mình cứ tự tạo điều kiện cho mình thôi. Thế là em, anh chàng này rất là năng động đây. Anh chàng này cập nhật rất là nhanh. Thấy mọi người làm cái gì mà cảm thấy là đem được cái sản phẩm của mình đến mọi người nhiều hơn thì anh chàng này bắt đầu đầu tư. Thì lúc đó thì đầu tiên là Lâm mời Trân đóng hát một số bài. Dạ. Đấy thì Trân mới thấy được cái cách thức là làm như vậy. Thấy cũng hay. Thế là kênh YouTube cũng đủ, Trân cũng mở luôn. Đủ rê, mà em đủ rê. Chỉ làm kênh YouTube đi. Đúng rồi. Cái sản phẩm nào, bài hát nào mà mình thích á, mình được làm theo ý thích của mình. Thế rồi đi tuốt lúa hơn em quá trời luôn. Nói coi chung là Lâm bày cho em. Người ta nắm được xu thế cái ta, chứ không phải như em biết rồi mà còn chần chừ. Dạ. Rồi cuối cùng sao? Mời em quay rất là nhiều những cái trích đoạn. Cuối cùng thì mời em ngược lại. Và mời ngược lại thì mời quá trời luôn anh. Thì lại rồi ca cổ rồi em. Kênh em không có sản phẩm nào nữa chứ. Trời ơi, vậy dành hết luôn rồi. Vậy không chia qua chia lại á. Cũng đang nỉ đó mà thấy người thấy người ta là không trả lời. Không, bạn này rất là dễ thương. Tức là có những cái bài hát nào hay á là bạn ấy giới thiệu cho Trân để xem là có hợp hay không, có thích hay không và mình sẽ làm như thế nào thì gợi ý cho Trân. Thì có một những cái bài mà Lâm gửi thì đa số là cũng hợp ý, cho nên là Trân cũng rất là thích và bắt đầu chọn ngày quay này kia. Mà nói là em làm chứ thật sự là bạn ấy set up hết á. Trời ơi Dũng. Vậy là ý đồ đạo diễn là của ai? Dạ gần như là của người set up đúng không? Của người set up hết. Dạ. Thì cái sự chia sẻ và đồng cảm với nhau á là nó do yếu tố nào? Chắc là do cái duyên đó anh. Khi mà giọng ca thì không thể nào mà mình có thể là mình làm sao để ăn ý với bạn diễn được, mà do người nghe và do hai người cũng có cảm nhận là hòa hợp với nhau. Và thực sự mà nói thì giọng của Trân và giọng của Lâm thì khi mà phối hợp với một bài ca thì cảm thấy là nghe rất là dễ chịu. Cảm nhận của em thôi nha. Và nghe em cảm thấy rất là thích. Bởi vì ở Quế Trân thì có một cái điều mà hầu như là các nghệ sĩ bây giờ thì cần phải học hỏi, cả em nữa, đó là cách xử lý về bài ca. Khi mà giọng của mình á, hay hay không hay thì không cần biết, nhưng mà quan trọng là khi mà thể hiện bài ca đó thì phải truyền tải đến được cái hồn, cái nội tâm và cái nội dung của bài hát. Và Quế Trân thì một người rất là thông minh trong việc xử lý từng câu từng chữ và thậm chí là cách diễn nữa. Còn Quế Trân cảm nhận như thế nào về Võ Minh Lâm? Ôi, bạn Lâm thì đã quá đa năng đa tài rồi. Bởi vì mặc dù là còn rất là trẻ tuổi, nhưng mà Lâm thì lại có một cái ý chí cầu tiến rất là cao này. Và mình cảm nhận là bạn ấy là một người thật sự giỏi trong nghề nghiệp. Thì đó cũng là cho Trân một cái niềm tin là có những cái cách làm việc cũng như là những cái ý tưởng mà mình có cảm thấy là khi mà mình hợp tác với nhau là sẽ thành công. Chính vì cái niềm tin đó mà em mệt đó anh. Mình phải cố gắng, lúc nào phải cố gắng, và mình phải gọi gần như là mình phải hoàn thiện mình từng ngày. Đó là cái trách nhiệm. Nhưng mà mệt mà vui mà. Dạ vui chứ anh, vui chứ, rất là vui chứ không phải là mệt mỏi. Là bởi vì ngày trước em năn nỉ đi quay quay chung đi thôi làm biến, nhiều khi là công việc bận quá, cho nên là bây giờ là réo em sao chưa thu, bây giờ em lại là người bị réo lại. Anh ngồi chứng kiến mà cảm thấy vui lây, cảm thấy hạnh phúc lây, vì tụi em đã tìm được gọi là tâm đầu ý hợp thì nó hơi quá cái bến đỗ nghệ thuật. Đúng rồi. Có bến đỗ nghệ thuật. Và cái điều này nó mang lại lợi ích gì? Không những là cái cảm hứng cho người trong cuộc, quan trọng là gieo cái chất xúc tác cảm hứng cho tất cả mọi người khi đến với những tác phẩm của Quế Trân và Võ Minh Lâm, đúng chưa? Đúng là em với Lâm á thì có một cái lạ, tức là ở ngoài thì ít chia sẻ lắm, ít nói chuyện lắm. Đúng rồi. Nhưng mà khi lên sân khấu là hiểu ý nhau, tức là em làm gì Lâm hiểu ý và có thể phối hợp được, và ngược lại em cũng sẽ hiểu ý được là Lâm muốn làm gì để cho mình có thể hài hòa với nhau. Trời ơi, điều gì vậy anh? Khi nghe Quế Trân nói điều đó anh sợ quá. Sao vậy anh? Tại vì những người mà quá tôn trọng nhau và người ta cười hí 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 mà mình sợ. Nó báo hiệu một cái điều mà chắc có lẽ anh không cần nói ra. Hãy nhìn những ánh mắt dưới kia đi rồi biết. Em ơi, hai tụi em định ngày nào chọn ngày làm tháng tốt vậy? Hả, anh đăng ký dùm cho. Ủa? Tự nhiên cảm thấy giống như cái show hẹn hò vậy đó. Nhất định không năm nay thì năm sau, mà không năm sau thì năm sau nữa. Anh ơi, em có mời được ông thầy bói đó. Coi chuyện này hay lắm anh. Sao coi em? Cái chuyện tình duyên cho em. Trời đất. Ông nói sao? Ông nói sao? Dạ thì em cũng nghi là hôm nay đến đây sợ có người cũng coi tuổi coi tên đó anh, cho nên là em cũng mời ông tới đây, mà không biết ông coi thế nào nữa. Anh có muốn gặp ổng không? Muốn. Vậy em mời ổng ra đây nha. Bói đây, bói đây. Số cô chẳng giàu thì nghèo, ngày 30 Tết thịt treo trong nhà. Số cô có mẹ có cha, mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông. Số cô có vợ có chồng, sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai. Bói đây, bói đây, bói ra ma, quét nhà ra rác đây. Đầu năm hoa lá xôn xao, nở như đón chào. Nhờ ông tin đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phận nghèo chẳng sáng cước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu ngỏ lời là nên giải nỗi. 12 con giáp chứ em đây cầm tình quý người. Nhìn tay anh đoán chứ năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này vườn sổ lắm con. Muốn cho vùng tròn nhờ ông môi giới. Mỗi mai đưa được không đó? Coi cái mặt kìa. Em ơi, cái chuyện coi bói coi tai kim luôn cả làm mỗi làm mãi là nghề của anh cha truyền con nuôi. Anh nổi tiếng khắp gần xa, có ai mà không biết. Sao em nhìn anh rồi tối giả nghi ngờ. Nếu không có tin anh thì em cứ đợi chờ. Nổi xuống này nè, khi mãi chưa tà nghẽn chưa mỏi cánh, là sẽ có người đến ngõ cầu hôn. Thiệt không? Thiệt. Ôi trái tim non chưa biết rung động xuyến sao, lòng trong trắng chưa có người để mơ để mộng. Xa tận chân trời em tìm chỉ hoài công, mà duyên mới lòng vòng chỉ gần ngỡ trước mắt. Xuân về qua lá muôn phần đẹp. nợ đã lâu đợi chờ, đầu xuân xuất hiện bất ngờ. Nếu em tin bói thì bây giờ có ngay, hỏng chừng mà đi một về hai, nhờ ông làm muối làm mai tức thì. Người ơi, quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào. Anh ta đổ chừng 30 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay, chẳng ai xa lạ à, chính là ông đây. Thôi đi ông ơi, cái duyên nợ duyên là gió trái tim ý hợp đồng tâm mấy trao lời hẹn. Ông đừng thấy tôi phần hận duyên mà đem lời ghẹo cho buổi đông xuân thẹn thùng bỡ ngỡ. Ông hãy nhìn kia cánh bướm nhẫn nhơ bên cành qua thăm chim én tung tăng trao lượng giận mây báo hiệu nơi nơi đang tràn nhựa sông mà chỉ riêng tôi một mình cô lẻ. Ông còn buông chi những lời trăng gió khiến cho tôi thêm buồn tuổi thân mình. Ông chỉ muốn được cùng em trao gửi chân tình. Em ơi, tháng lại ngày qua hạ tàn đông đến, nay đã xuân rồi mà tình vẫn bơ vơ. Hả? Nói vậy từ lâu ông. Anh đã để ý người ta. Trời ơi, sao không nói ra mà bài lắm trò trêu ghẹo hả? Chỉ sợ em chê anh là chàng thanh niên yêu cuồng sông vội, rồi ngoảnh mặt cho anh ôm một mối si tình. Đó, anh sợ là sợ vậy mà nãy á, anh coi bói như vậy có được không? Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời hả? Tình duyên đưa tới chứ em ơi, duyên định sẵn rồi. Dẫu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái cưới thôi. Thế gian ai cười, đầu năm lo cưới, cuối năm thêm người. Một lần thôi em là đối với anh mùa xuân bất tận chia dần cho anh. Chỉ một lần thôi gặp em bài tỏ mà cứ bâng khuâng ngày ngùng lần lừa này gặp tơ duyên đầu năm coi quẻ có lẽ em ơi tơ trời kết nối cho anh với em được thành chồng vợ không sợ mai đây đời ta đơn lẻ anh sẽ về thưa cùng má cùng ba bước tới nhà em mà xin lễ cao trầu. Ôi sao xuyến làm sao chê cười mình trên bọc trong dâu. Chuyện đó em khỏi lo, anh tính rồi. Em một tiếng mình làm đám cưới ngay đầu năm, rồi cuối năm sanh con trai và sang năm sanh liền một đứa con gái. Dù gái hay trai chỉ hai là đủ, mình xây dựng bên nhau một hạnh phúc lâu bền. Vậy là em nhận lời tỏ tình đầu năm của anh rồi phải không? Dạ. Trời ơi, bói bày đầu năm mà sao hên quá xá. Anh ơi, đây là thiên duyên tiền định nên xuôi khiến đầu xuân cho hai đứa mình gặp nhau. Dẫu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười, đầu năm lo cưới, cuối năm thêm người. Cảm ơn em đã đến đây với chị ngày hôm nay. Cảm ơn Quế Trân, và một lần nữa Lâm cũng xin chúc cho chị Trân thật nhiều sức khỏe. Và Lâm nghĩ lúc nào là Trân cũng là một cô gái mạnh mẽ. Bên ngoài tuy yếu đuối thôi nhưng mà bên trong sẽ có một cái sức sống vô cùng phi thường. Và Lâm tin chắc rằng Trân sẽ còn thành công và tiến xa hơn nữa. Cảm ơn em. Mong rằng tình nghệ sĩ của hai bạn sẽ kết nối lâu bền để khán giả có nhiều tác phẩm hay. Cảm ơn mọi người. Sẵn sàng hai bạn. Bây giờ nếu muốn chia sẻ yêu thương trong chương trình Ngôi Sao Đương Thời thì chắc em cũng đã có một nhân vật nào đó. Em thật lòng thì em rất là muốn chia sẻ với lại một người cô. Cô cũng đã 70 mấy tuổi rồi mà ngày xưa đó cô hát cùng với lại ba của em. Wow. Dạ, từ hồi mười mấy tuổi ở đoàn đồng ấu Minh Tơ lận. Đó là nghệ sĩ nào ạ? Dạ, đó chính là nghệ sĩ Thanh Thế. Mặc dù là bây giờ cô lớn tuổi không hát nhiều hơn, nhưng mà có những cái vai làm những người mẹ nè, thì cô vẫn hát cùng với lại Trân và các cô Đào, anh Kép khác. Thì cứ mỗi lần gặp nhau như vậy, ít nhiều gì đó cô cũng rất là mừng nè, rồi cô cũng xúc động, rồi cô cũng hướng dẫn một vài điều mà cô cảm thấy con nên làm như vậy thì sẽ tốt hơn, hay là sẽ hay hơn, mà rất là dễ thương. Mặc dù là bây giờ thì sức khỏe của cô không còn tốt nữa, nhưng mà thật lòng Trân rất là mong muốn cô xuất hiện trên chương trình như là một cái sự gợi nhớ cho những tháng năm mà cô xa cách sân khấu. Chắc chắn là cô sẽ rất là nhớ sân khấu, nhớ ánh đèn và nhớ khán giả. Dạ, con xin mời cô lên sân khấu ạ. Bây giờ thì mắt của cô hơi yếu là bởi vì anh thấy mình hát dưới ánh đèn sân khấu như vậy nè, thì cứ qua năm này tháng nọ cứ chiếu vào mắt của mình là mắt mình mờ, rồi mình lại phải vừa hát rồi vừa khóc nữa, cho nên là rất là dễ ảnh hưởng đến mắt. Cô lúc này sức khỏe của cô sao rồi cô? Cô thì cũng vậy, cũng bị tim á, có lúc thì nó khỏe, có lúc thì nó mệt. Nó muốn mệt khỏe bất thường lắm. Dạ. Thành ra không có dám đứng ra hát thường. Dạ. Nhiều khi cũng nhớ sân khấu, nhớ nghề lắm. Dạ. Tại vì cô hát á, từ hồi lúc mà 3 tuổi á, cái lúc 10 tuổi á, thì cô được cậu ba với lại cậu Khánh Hồng. Dạ. Đi vô nhà để mà về kim mời về tham gia đồng ấu Minh Tơ thì nghe nó mừng lắm. Dạ. Có đoàn đi rồi mừng lắm. Dạ. Mà lúc đó là cô cũng bà cũng tập hát với người ta. Dạ. Cũng tập hát bậy bạ cương thì bậy bạ. Dạ. Vậy đó. Thì hồi xưa mình hát chầu hát cương không hả? Mà từ rồi. Nhỏ là đã biết sáng tác ra những cái lời văn để mà hát rồi. Nhưng mà khi mà vào đồng ấu Minh Tơ thì là có ông nội của con là nghệ sĩ Minh Tơ, thì chắc là dạy cho các con cháu trong đoàn hát là có tuồng tích, có lớp lan đàng hoàng. Thì cái tuồng đầu tiên của cô đóng là Lý Thần Phi. Wow. Lý Thần Phi bao công vô là gạch đó. Dạ. Đóng những cái vai khó không? Dạ đoàn. Vai kinh điển đó. Dạ đúng rồi. Rồi sau này hát cặp với lại ba của Quế Trân luôn. Rất là nhiều. Chiêu Quân Cống Hồ. Dạ. Mà cô còn có một cái vai rất là nổi tiếng là cái vai Đào Tam Xuân. Ôi trời ơi, cái vai đó võ thuật đi gối đi các thể loại. Bây giờ cô còn múa còn hát được không nè? Chắc cũng tạm. Wow. Hay là mình làm thử lớp nha. Thử câu thử lớp đi nha. Đào Tam Xuân bắt nhện. Dạ giang tuần Nam Bắc, sư canh mật thám Đông Tây. Chó vào chở khá cho ra, ai nghịch mạng chém đầu làm lính. Kìa lâu thượng nhân văn kết gì, một tầng kêu khiến chuyện gì hung. Mắt mây nhìn xa, chắc xảy ra chuyện phi thường. Làm cái tiếp bận phân trong ngờ già. Trời ơi, trụ vững như đồng. Mệt không? Mà anh Bạch thấy không? Mà cái giọng yếu quá. Không sao. Dạ. Trời ơi, mắt thì vừa không hát, rõ mà trụ đứng yên như đồng không nhúc nhích. Cô Thế ơi, dạ. Chương trình Ngôi Sao Đương Thời có một cái phần quà nho nhỏ hỏi thăm sức khỏe của cô. Con nghĩ là thật ra cái món quà tinh thần là một cái món quà lớn nhất mà ngày hôm nay cô đến đây để gặp lại những khán giả còn yêu thương bộ môn của mình và còn yêu thương nghệ sĩ Thanh Thế. Và hôm nay con hy vọng là cô sẽ vui và sẽ rất là hạnh phúc với chương trình. Dạ rất là vui. Hôm nay được Quế Trân mời đến đây tôi rất là bất ngờ. Và đây cũng là một cái danh dự của tôi. Cho nên là tôi rất vui. Vui mà muốn khóc luôn á. Dạ, con rất là vui vì hôm nay con được gặp lại cô. Đúng, được xem con lại một vai diễn hết sức là lừng lẫy của cô ngày xưa. Chúc con thật nhiều sức khỏe. Dạ. Cũng cao cảm ơn nghệ sĩ Thanh Thế. Những giây phút vừa rồi là liều thuốc bổ. Dạ. Cảm ơn Thanh Bạch. Còn đây là bó hoa của chương trình, gửi tặng đến Quế Trân. Dạ. Nhân vật của chương trình Ngôi Sao Đương Thời. Dạ, em xin cảm ơn anh Bạch. Quế Trân xin được chân thành cảm ơn đến chương trình Ngôi Sao Đương Thời đã cho Quế Trân một cái chương trình phải nói là hết sức là nhiều ý nghĩa và cảm xúc. Quế Trân sẽ cố gắng nhiều hơn để đáp lại những tình cảm yêu thương của tất cả quý vị đã dành cho. Sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, chương trình này do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Tôn Tân Phước Khanh. Đừng quên vào tối thứ ba lúc 21 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và có thể xem lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Xin chân thành cảm ơn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mang ra trong tôi dung trồng trên đất phù sa ngọt lành. Bình minh lên nắng rực mây hồng, nào ai mua cải hơn xa gần thôn xóm. Mua giùm cải xanh ai cải hương, ai cải hương. Sang sớm giờ chưa bán được đồng bạc nào trơn trọi, thiệt là đau lòng quá đi thôi. Cô Chi ơi, cô Chi. Dạ, dạ tới liền. Dạ, dạ kính chào quý khách, em mời quý khách ngồi. Tôi nè. Ủa, anh Cải, vậy mà tôi cứ tưởng... Tôi tên Hoàng Phi Học nha, tôi bán cải thôi đó. Tôi biết rồi, tôi biết anh tên là Hoàng Phi Học. Mà tại vì anh bán cải á, mỗi lần tôi nghe anh rao ai cải không là cái anh dạ. Anh tới anh mời bán cải, mua cải. Tôi nói quê tôi gọi anh là anh Cải đó. Ủa, mà hôm nay anh đến đây có làm chi không? Tôi đến đây để ăn cô. Hả? Không, không phải. Tôi đến đây để ăn món cô nấu đó. Trời đất vĩ thần ơi, vậy mà làm tôi hết hồn hết vía à. Ý, vậy là hôm nay anh mở hàng cho quán tôi hả? Ý, mời anh ngồi. Nè, hôm nay quán của tôi hả, có nhiều món ăn lắm nha. Có món gì kể tôi nghe coi. Dạ, anh nghe tôi kể nè. Quán em lâu nay tiếp đón ân cần, món ăn thức uống toàn là đồ ngon nha. Món thứ nhất có nem chua nem nướng, dưa tỏi hành ngâm giấm lên men. Món thứ nhì có cá lóc nướng chui, cuốn bánh tráng mắm nêm tuyệt hảo. Món thứ ba là sườn xào cải mặn, cá trê kho hột vịt muối 3 ngày, canh khổ qua dồn thịt giò chiên, gà xào xả ớt thêm gừng thật nhuyễn. Món đặc sản không nơi nào có là nấm đông cô hầm giả giường đẻ. Sao cô cho tôi ăn giặt giường bà đẻ vậy? Ý, trời ơi, cái gì vậy? Anh hiểu lòng ý của tôi rồi. Cái gì hả? Tôi nói á, giặt giường đẻ đó là con cò, con giặc á, nó đẻ sau giường nhà tôi mới lấy cái trứng của nó, tôi hầm với nấm đông cô, bổ lắm, ăn thử nghe. Ừ, nghe thèm quá đi thôi. Dạ, anh ăn cái gì? Trước hết cho tôi một tô cơm trắng nha. Tô cơm trắng? Đúng rồi. Ăn cái gì nữa? Ít muối tiêu, ăn với chắc dạ, tập tạ. Còn gì nữa không? 3 cây nhang nữa. Trời đất ơi, sáng sớm gặp cha nội này mở hàng chắc hết vốn quá à. Thôi đừng đâu cô Chi à, đừng cái gì. Tôi cũng ế như cô vậy thôi à. Sáng giờ chưa bán được miếng cải nào hết trơn hết trọi. Nhưng mà tôi đói bụng, tôi buồn quá. Tôi làm một bài thơ tặng cho cô đó. Làm thơ hả? Ừ. Thơ làm sao? Đọc tôi nghe coi. Vậy nè. Trên đời có được mấy ai nết na xinh đẹp chẳng sai tí nào. Người mà tôi vẫn tự hào gọi tên 2 chữ ngọt ngào mỹ chi. Trời ơi, làm thơ hay quá trời quá đất vậy. Thơ tôi giản dị thế thôi, nhưng luôn chất chứa một trời tình yêu. dẫu ai cười cợt ít nhiều, chỉ cần người hiểu đôi điều là em, xin lỗi, là cô đó cô Chi à. Công nhận nha, người có ăn có học á, mở miệng ra là Nhã Ngọc Phương Thơ à. Mới nghe mấy câu thơ của anh nó làm tôi mát lòng mát dạ. Anh chờ chút xíu nha, có cơm liền. Đây ha, chén cơm, 3 cây nhang. Anh Cải, khoan. Hả? Dạ thơ thì em nhận, nhưng mà tiền á là phải trả đủ ha nghe. Cô Chi, cô Chi. Chào Túc Hạ. Dạ chào lão bá. Sao Túc Hạ không ăn cơm để nguội lạnh hết thì sao? Dạ hôm nay là ngày giỗ của cha con. À, ngày giỗ của lão Nghiêm. Dạ. Nói vậy lúc sanh tiền vẫn Nam Mô Di Đà Phật. Dạ không phải, cha con không có chay tịnh gì hết á. Nhưng mà chứ sao? Hôm nay sao buồn quá vậy? Tại sao con cúng gì biết không? Tại vì sáng giờ không bán được miếng cải nào trơ trọi, trong tay không thiên đời mấy ai thương. Có thương không có sao đâu, có sợ Chi ơi. Ở trong nhà có món gì ngon dọn ra hết nghe con. Mới không có bán thiếu cho con mà. Hả? Túc Hạ đừng có ngại, để lão nói cho Túc Hạ nghe nè. Hãy an tâm, vì ta với Túc Hạ là người cùng làng, chợ khách sao làm chi cho với tình thân mật. Vì lão phu đây xem sắc diện Túc Hạ tài trí hơn người, sớm mấy chiều tuân chuyên. Vì sớm mồ côi cha, lão ba đoán không sai, hiểu sinh còn một mẹ già tuổi ngoài ngủ tuần. Chưa có một ngày vui nè, rồi sẽ vui thôi khi lòng dần mở hội. Đến ngày xuân đấy kinh thi tài, sẽ làm rạng tổ vinh tâm. Không thám qua bản nhãn mà là trạng nguyên đó nghe. Lão bá ơi, lão bá dài quá lời, với đôi mắt rạng ngời, ẩn chứa nhiều phúc tinh. Tương tốt quá. Ủa, thì ra lão bá là trước ngực bàn tay 5 ngón, sau lưng 5 ngón bàn tay, cái nón đội trên đầu cũng bàn tay 5 ngón, cây quạt cầm cũng 5 ngón bàn tay à. Đi coi bói dạo. Vậy hả? Biệt danh là Lốc Cống Tử mà. Nè coi này nha: sơn đình cao, ấn đường sáng, địa cát rộng, nhân trung sâu, dành tay to, dáng người trang nhã, tiếng nói lẹ làng, lưng hùm dài gấu, mắt như tinh đậu, môi tợ dần dương. Đâu phải tầm thường, thế gian rất hiếm đó nghe. Nè, con quẻ làm quảng cáo nghe, miễn phí không ăn tiền. Chào bá à, con nhỏ lớn giờ chưa có coi bói bao giờ hết trơn hết trọi á. Nhưng mà con nghe người ta nói là thầy bói ra mà quét nhà ra rác, không biết có tin không nữa nè. Đúng rồi, ông bà mình nói không sai. Bói ra ma quét nhà ra rác là mấy thằng cha ngồi gốc cây xoài á, thấy không? Còn lão ngồi gốc cây trùm ruột á, nên đoán hết ruột nghe nha nghe. Và làm sao? Không tin phải không? Bây giờ coi một quẻ miễn phí, không lấy tiền. Chỉ cần Túc Hạ nói Túc Hạ sanh giờ nào, tháng nào, năm nào, lão đoán cho con coi nha. Dạ, con xin ngày Giáp Tuất, Tháng Ất Tuất, năm Đinh Tuất. À, Giáp Tuất, Ất Tuất, Đinh Tuất, nó vậy là ban Tuất là ban chó. Tí số dần mẹo thình tỷ ngõ mùi thân dạo Tuất hợi. À, đúng rồi, đưa cho tài tá tôi coi. À, trời ơi, tốt quá. À, đúng rồi, lão đoan không sai. Có Thiên Long Bát Bộ trong chỉ tay đây rồi. Mạng chim, chim xanh Mỹ, đúng thôi. Nếu đoán sai là lão đẩy bỏ nghề. Nhưng đúng rồi, phải thưởng lão những gì? Dạ tiểu sinh nghèo, nào có vật gì. Chỉ một lời hứa tương tri là đủ rồi. Phải thương con gái lão trọn đời mãn kiếp. Dạ phận nghèo, tình cảnh gieo neo. Lão có điều gì đến chết vẫn mang theo. Người hứa hôn bội ước xét ra tại cảnh nghèo. Sao? Sao Túc Hạ buồn quá vậy? Trời đất ơi, bộ bữa nay tổ trác tôi coi sao tôi coi trật lất vậy trời. Đưa cái tay mặt tôi coi coi. Đừng có sợ. Lúc trẻ thì lao đao lận đận như lúc sau. Trời ơi, làm quan cao mà chẳng những vậy mà tới 3-4 bà vợ lận đó nghe. Dạ, nhắc tôi hôn nhân làm con buồn lâm lộ ba. Hôm pháo hồng trước ngõ nhà em, con đứng trong mà tái tê lòng. Túc Hạ, cái Túc Hạ nè, rồi duyên tình gian dở định bỏ hết tương lai sự nghiệp của mình hay sao hả? Sao lão ba? Tiền cô cháy túi có ai hiểu ta. Cuộc đời mà, thấy không? Ai biết được tương lai. Túc Hạ buồn cũng là phải lắm. Nhưng với lão phu cái nghèo không là trong tôi. Nghèo mà biết nghĩa biết nhưng không quên cội chẳng quên ngôi. Đời mà dính nhục hèn sang nào khác một tấc tuồng. Được lúc lên voi phải nghĩ đến hồi xuống chó. Cần gì đốt đuốc giữa ban ngày mới nhìn rõ mặt thế nhân. Đây nè, thấy không? Râu mọc phai màu, tóc điểm qua râm. Lão phu đã từng chứng kiến bao cuộc thăng trầm dời đổi. Với lão phu cái nghèo không là trong tôi. Mà tội chăng là do ai kia sao trá lộng lừa. Khi lòng trời còn trở gió thay mưa thì dưới dân thế đâu có gì là diễm tuyệt. Hãy vững niềm tin sắc đen mài miết. Đừng bước thụt lùi trước khi mở ngõ tương lai. Dạ, những lời của lão bác Phân làm con vô cùng phấn khởi. Nhìn tương lai rạng ngời phơi phới. Đi tới ngày mai công thành danh toại. Lão phu hiếm hoi cho một gái mà thôi. Nếu như Túc Hạ bằng lòng thì lão sẽ cho con Mỹ Chi cùng người đẹp mối duyên tơ. Dạ, tơ duyên, duyên tơ. Tơ duyên, duyên tơ. Nhắc tới làm tơ vô cùng đau xót. Nhưng chẳng lẽ suốt đời ta cô độc mãi hay sao? Hay là duyên trời đã định, nay ta làm tờ giao ước lần hai. Dạ thưa lão bá. Sao? Con bằng lòng. Bằng lòng ha? Dạ. Tại giao kết như thế này, nếu như Túc Hạ kỳ này đi thi mà không đổ trạng nguyên, lão phu sẽ bỏ nghề Túc Hạ đốt sách của lão. Mà nếu đúng như vậy thì cưới con gái lão làm vợ nghe chưa? Dạ. Kiểu ha? Rồi đối trưởng Đàm Minh. Rồi, một lời đã hứa nhớ mãi đời đời nghe không? Chi ơi chi, ra lấy chồng con ơi. Dạ, dạ con cha gọi con. Chi nè, từ ngày mẹ con dấn số mãn phần cha làm thân già trống nuôi con. Chứ chứ sợ rằng khi cha chết thì con chưa nên bề gia thất là cha có lỗi với mẹ con. Cho nên bây giờ cha đã bằng lòng gả con cho Hoàng Phi Học. chết con rồi cha ơi. Lấy chồng rồi gì đâu mà chết. Dạ không, con nói cha nghe nè. Hồi đó đến giờ á, mẹ mất sớm, cha ở dậy gà trống nuôi con. Cha biểu con sống là con sống mà. Đúng. Mà cha biểu con chết á là con chết liền. Đúng. Nhưng bây giờ không kêu chết mà kêu đi lấy chồng. Tự nhiên hôm nay cha biểu con đi lấy chồng. Thôi con không lấy chồng đâu. Trời đất ơi, lớn chồng ngầu không chịu lấy chồng chứ để dành cho ai. Để cha đứng nó chờ cha chút. Túc Hạ nói nghe, Túc Hạ đừng có ngại. Biết làm sao vậy không? Nó hiền lắm, nó thật thà, nó nghĩ sao là nó nói vậy à. Là từ ngày mẹ nó chết đó, lão làm thân già trống nuôi con, đi coi bói dạo mỗi ngày hay không. Nói nghe nè, nó hiền lắm. Trời ơi, hột gạo nó cắn cũng không bể nữa nghe. Trời ơi, nó cắn đá xanh không à. Nó nói vậy chứ đừng có ngại nghe không, nó hiền khô rồi nè. Để nó tới nó coi mắt nghe không. Chi ơi. Dạ. Mỏ nó trề, con miệng móm, cha răng hô vậy đủ bộ tam sơn rồi đó Chi. Dạ cha học hả cha? Tới đi con, tới coi được hả, trao thân gửi phận nha con. Dạ làm sao con đâu có biết, cha dạy con đi. Thì con dùng đại lễ đó. Đại lễ là sao? Nghĩa là được rồi, bây giờ hãy cha dạy sao con làm sao vậy, cha nói sao con nói vậy nghe không, nghe không? Là phận quần hoa mình phải đi khép nét nè, gian trước tha như liễu hoàng gió lại thì trời ơi, nằm ngón tay cũng phải xừa ra như vậy, con che thân trước con che thân sau, ao cha trước gió vô không sợ đau bụng, lưng lên đây đấm 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 không sợ mỏi lưng nghe không? Con. Dạ. Làm theo lời cha, nhìn sao xấu quá, nữ khác nam trẻ già cũng khác nhau. Con muốn sao thì cứ làm theo bụng mình. Cha cho con đi theo con. Rồi, đứng đây con nha. Túc Hạ, mời Túc Hạ. Đó, giờ tới trao thân gửi phận, nói đi con. Dạ nói sao cha? Giờ nói vậy nha. Dạ. Dạ. Các đằng xin gửi phận. Các đằng xin gửi phận. Nhung cái. Nhung cái. Tùng quân chở che thân. Tùng quân chở che thân. Đúng rồi. Một lại này xin cắn cẳng, cắn cẳng. Một lại này xin cắn cẳng. Không phải, một này xin cắn cẳng, cắn cẳng. Một lại này cắn cẳng, cắn cẳng. Không phải, con quên. Kiến cắn cẳng cha. Cắn cẳng. Ủa, vậy hả cha? Chứ sao không cha? Được rồi, được rồi. Đứng nói đàng hoàng đi con, đứng nói đàng hoàng đi con. Vậy mà con tưởng cha nói sao con nói y vậy vậy? Rồi, đứng lên. Dạ, một lại này xin kính cẩn. Dạ, một lại này xin kính cẩn. Kính cẩn. Lễ ra mắt phu quân. Lễ ra mắt phu quân. Rồi lại. Rồi lại. Cung tay lại. Cung tay lại. Quay một vòng. Quay một vòng. Rồi đá lên. Đá lên. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Lại. Lại. Đó, rồi bắt đầu đãi lại nghe. Miễn lễ đi, miễn lễ đi. Miễn lễ, miễn lễ. Cái gì đó? Cái gì đó? Hả? Cái gì? Cái gì? Hả? Hả? Ông vịnh tay con. Tay nào? Hai tay. Tay nào? Hai tay. Đưa ra một tay. Gì vậy cha? Nguy hiểm quá con ơi. Sao vậy cha? Mai mới chạm nhẹ vào tay thôi mà tay con đã có mùi cải sắp ấu rồi đó. Trời ơi, bởi vậy con bán cải mà. Đúng đấy chưa? Tay làm hàm nhai có gì mà sợ. Nè, cha nói con nghe, chàng nắm tay con chẳng những thấy con phải nắm tay của chàng lại, bằng không mình lỗ đó nghe con. Dạ. Nắm đi. Nè. Nè, hồi nãy ông nắm tay tôi, cha tôi nói tôi lỗ á. Bây giờ tôi nắm lại về. Đó, vậy vậy vô người vậy đó. À nè, ông Hoàng Phi Học à, hôn ước đã xong rồi, bây giờ con hãy kiếp sớm lên kinh cởi tỳ ứng thí, bỏ ông ổn lắm nghe con. Dạ thưa nhạc gia, con muốn con muốn lạy nhạc gia à. Vậy thì lạy cha đi. Dạ. Trời ơi, xin lỗi nhạc. Chi ơi. Dạ cha có sao không? Thấy gì không? Đây gọi là liễu hoàng trước gió đó nghe con. Không sao nha. Nè chuẩn bị nha. À, anh đi thi nghe không? Dạ. Rồi. À, nè học bà. Của ít lòng nhiều. Đây. Trên đường lai kình miễn phí cho còn số tiền này tặng cho con. Nhạc gia à? Con ngại lắm nhạc gia. Của ít lòng nhiều, khó giúp nhau lấy thảo, vào tư trợ ai mà nghe con. Nhạc gia, con cảm động quá nhạc gia ơi. Con cái cảm. Dạ. Tình cha mát như vầng thái dương. Dạ thưa lão bác, con nha. Không sao, con đi nghe không? Chí à. Dạ. Ra cho biểu đây nè. Dạ. Một lời đã hứa, mãi mãi là vợ là chồng không? Dạ. Cha nói con nghe bữa nay hên lắm con hiểu không? Anh học á là tuổi Tuất. Dạ. Tuổi Tuất là tuổi con chó. Con tuổi Mẹo là tuổi con mèo. Mèo. Cha tuổi Tí là tuổi chuột. Dạ. Vậy nhà mình là chó chuột mèo tam hạp rồi con ơi. Cha vô cho nghỉ nha. Dạ. Ráng nghe con. Ấy ơi. Ủa kiếm ai vậy? Tôi tưởng đâu cái con gì nó kêu chứ. Tôi kêu là ấy ơi. À, vậy hả? Kêu ấy nè cô Chi à. Bây giờ mình nên nghĩa vợ chồng rồi. Cô Chi gọi tôi là anh, tôi gọi cô Chi là em kia nha. Vậy hả? À anh hả? Ngày mai anh đi. Em không có gì xứng đáng tiễn đưa. Có chút quà mọn này nè, mong anh cầm lấy, phòng lỡ đường túng ngặt. Cha mới cho rồi, anh ngại lắm. Cha cho là phần của cha, còn cái này á là phần của em chứ bộ. Thôi thiệt là kỳ quá đi. Anh không lấy á, em giận cho coi á. Nè. Không dám. Không dám từ chối đâu nha. Anh học. Biết nói làm sao em hiểu lòng anh. Từ con tim tha thiết chân thành, muốn nói với anh nhiều lắm, nhưng rồi em lại lặng câm. Đêm ngày thương nhớ âm thầm, biết nói cùng ai tâm sự đầy vơi. Người tôi yêu thương nhất trên đời, người yêu của tôi thật thà, không mơ cao sang lụa là, không màng phố thị đèn. Đố ai quét sạch lá rừng, để ta khuyên gió, gió đừng rung cây. Trường nào trái đất ngừng quay, lòng say yêu nàng. Em hãy chờ anh, dù tóc xanh nhuốm màu sương gió lòng. Tiếc anh keo sơn gắn chân đến phụ qua mà phụ bỏ mối duyên ai. Mỗi buổi hoàng hôn nhìn nắng nhuộm sông dài, lòng u hoài thương nhớ em vô hàng. Đêm nghe tiếng vạc buồn lẽ bạn khóc tìm nhau. Em thẫn thờ đêm lạnh lắm sao sao trời nhỏ lệ chớp mi lẫn buồn. Ta mơ ước hôm nay và mãi mãi mình sống bên nhau cho đến tròn đời. Xuyên sơn muôn dặm để kinh út tiên lèo chồng đăng trình kịp qua. Cô thương còn có mẹ già, thay anh quản dưỡng mới là đạo con. Hoàng Phi Học, mỹ chi con, chia tay như vậy cũng đủ rồi, để cho anh học đi sớm cho kịp, không ngờ trời tối không thấy đường đi nha con, nghe không? Học nè. Mừng con nên mối tơ duyên, trăm năm kết tình bằng đồng, đò đời bến nước nông sâu, ước mong thuyền xuôi dòng nước. Cam Mâm, Vinh Quy, Tơ Loan hai con kết tóc, năm này năm tới sanh gái sanh trai. Đời ngập tràn sắc hương ngàn hoa, cô yêu thương thiết tha lời ca. Tiếng quanh trường bay chân trời hạnh phúc, nâng ly mừng tân duyên. Chúc hai con đầu năm sanh trai, cuối năm sanh gái, 10 năm sanh 9 đứa. Chúc mừng. Đây, trà đá đây. Thực phẩm chức năng đây. Ăn 3 bịch cống cốt lộn, bịch trà đá mỗi ngày giảm 8 cân đây. Sản phẩm này không phải là thuốc, không tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Cốc đây. À cốc hả? À đây đây Phan, để ngồi xuống đàng hoàng lựa nghe. Bịch nào lấy bịch nào. Đó, bịch nào cốc. Đó, bịch này hen, lấy trà đá luôn hen. Trời ơi, ăn cốc mà ta nói uống trà đá đã khác dữ lắm đó. Ăn cốc dễ đau bụng, ai ăn bánh tráng trộn không? Bánh tráng trộn Tây Ninh đây. Ai ăn bánh tráng trộn không? Bánh tráng trộn hả cưng? Trời ngon dữ lắm đó nha. 5.000 bịch cưng. 2 bịch đi nha. 2 bịch ha. Rồi cảm ơn nhiều nha. Trời con gái dễ thương ghê. Bữa nay qua phà ghé ăn của chị nha. Nhớ nha cưng. Ai ăn bánh tráng trộn không? Bánh tráng trộn đây. Ê cái bà kia. Bánh tráng hả? Mấy bịch bán luôn, bạn hàng ở nhà bán rẻ ha. Rẻ cái đậu à. Tôi nói cho bà nghe, ai cho bà bán ở địa bàn của tôi? Cái gì? Địa bàn của ông hả? Ừ. Ủa chỗ nào vậy? Ủa hàng ghế đá công viên nào? Ủa cái cây nào mà ghi tên của ông vậy? Trời ơi, đây là bến phà công cộng, ai muốn bán thì bán. Không có ghi tên, không có phải là cái gì của tôi, nhưng mà tôi bán ở đây lâu rồi, thành ra cái địa bàn này là của tôi, bà không được quyền bán. Ê, tính chơi trò ma cũ ăn hiếp ma mới phải không? Xin lỗi cưng nha, chị thành tinh rồi. Trời ơi. Trời ơi cái gì hả? Trời ơi cái gì? Làm gì nhau? Cái bà này lân lôi. Đây là địa bàn của tôi, bán biết bao nhiêu năm rồi, sao bà tới đây tranh giành? Tôi sẽ cho bà biết tay, từ bến phà là tôi. Ông chia sao quá đáng. Bến phà là của chung, không phải của gia đình, mà ông giành nó một mình. Có ngon thì bước ra, hai đứa mình bắt co. À, bà muốn bắt co phải không? Chứ sao? Ngon ra đây chơi tay đôi nè. Chơi thì chơi chứ sợ bà hả? Trời ơi, chỉ còn manh áo chứ là ngon nè. Đó. Ngon nhào vô. Bây giờ làm sao? Ê, không có chơi vậy nha. Chơi vậy là chơi sao? Người ta chơi quân tử đàng hoàng ăn. Làm gì không quân tử? Quánh lộn là quánh lộn, chứ đừng có chơi mà cái trò mà dùng mỹ nhân kế. Chơi hèn lắm. Mỹ nhân cái đầu ông á. Ngon quay qua mặt qua đây. Quay mặt qua đây nè, hèn hả? Nói chỗ khác hả? Bây giờ ngon quay qua đây tôi xử ông liền nè. Bây giờ ngon qua đây vậy. Ủa vậy hả? Vậy đó thì sao rồi, bây giờ sao? Giờ sao? Tránh ra cho tôi bán không? Không. Không tránh không? Bà phải đi chỗ khác. Bến phà này là của tôi. Nè tôi nói cho ông biết nha, vừa phải đây nha. Bến phà này là bến phà công cộng nha. Mỗi người đều có quyền sinh sống ở đây. Địa bàn của tôi. Cùng là nghèo với nhau, ông làm vậy là sao? Ông không cho tôi bán rồi sao? Tiền đó tôi nuôi con tôi. Con tôi không có tiền đi học thì nó làm sao? Sau này lớn lên nó sẽ như thế nào? Nó sẽ trở thành thành phần xấu của xã hội. Nó sẽ đi cướp giật của người ta. Hả là mình tránh đi. Tôi nói địa bàn này là của tôi, không cho bà bán. Bây giờ ông tránh ra không? Không. Bây giờ không tránh ra tôi quất ông luôn á. Sao? Tôi quất rồi đó. Bây giờ ông muốn sao? Bây giờ ông muốn sao? Bây giờ ông muốn sao? Trời luôn à. Trời 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 trời, Phật đất địa nội ơi. Anh với chị kỳ cục quá. Ở bến phà này là đâu phải của anh chị đâu mà anh chị tự nhiên gây gỗ giành lộn. bến phà này là của nhà nước. Ổng nói đúng. Trời đất ơi, tự nhiên gây nhau, đánh lộn với nhau. Mà tôi nói cho anh chị nghe, nhà nước sắp sửa giải tỏa cái bến phà này rồi. Người ta thay cái cầu quắt qua sông rồi. Mệt quá đi. Giải tỏa bến phà này. Xây một cái cầu bắc qua sông. Cái gì vậy má? Trời ơi, rồi để tương lai các con tôi sẽ ra sao? Không có bến phà tôi bán ở đâu? Thì vô chợ bán. Vô chợ tiền đâu mà đóng thế. Nó nghe nè, bây giờ hoàn cảnh của mình á, nó cũng đúng đó, hoàn cảnh của mình cũng giống nhau, mình phải thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Đúng rồi đó anh. Thôi nãy tôi có lớn tiếng chị cho tôi xin lỗi nha. Nhưng mà yên tâm đi, qua cái vụ này nếu mà người ta làm cầu á, tôi có mối. Ủa? Có mối hả? Tôi buôn bán bà thấy vậy chứ mối đặt hàng không đó. Có bộ mối cốc á. Đó có ai điện thoại nào chắc mối kêu á. Bà bán cốc mà có điện thoại gì đâu. Có mối luôn. Alo, alo. Dạ em đây. Em đây, Tư bánh phà bán cốc trà đá. Có bánh tráng trộn luôn hả con lấy? Dạ. Có bánh tráng trộn luôn. Dạ, vậy hả anh? Dạ, 4 bịch cốc. 4 bịch trà đá. Hai bánh tráng trộn. Dạ. Trong phòng vịt lộn luôn. Trong phòng vịt lộn luôn không anh? Dạ lấy luôn. Đó thấy chưa, mỗi ngon luôn. Dạ. Anh giao đầu phà Thủ Thiêm bên này hay là đầu phà Thủ Thiêm bên kia anh? Dạ phà bên kia hả? Dạ phà Dòng Cống. Sao mình đi xe xuống được ta? Ê mình bán phà Thủ Thiêm mà ông giao phà Dòng Cống là sao? Xa quá giờ mình đi xe đò xuống giao hay sao? Để tôi. Dạ anh ơi, phà Dòng Cống là địa bàn của người ta. Em không có qua bên đó được. Bây giờ mình đến chỗ giáp ranh đi anh. Dạ giáp ranh ở giữa sông đó. Ở giữa sông anh mua được không? Lao ông nội, tự nhiên ra giữa sông bán hà bá hả? Bán ai ngoài ông nội? Tôi ghét cha này nè. Nhưng mà nói nghe nè, bây giờ tôi lo dữ lắm. Cái vụ bến phà này nè, nếu như mà không có còn cái bến phà để chạy qua chạy lại nữa rồi cuộc sống mình sẽ ra sao đây? Không sao đâu chị Tám à. Thế nào nhà nước cũng kiếm chỗ cho mình bán mà. Bây giờ trong khi chờ đợi nhà nước kiếm chỗ cho mình bán, bà theo tôi dẫn bà tới chỗ này bảo đảm bán ngon lành. Bán ngon lành luôn hả? Ừ. Bán ở đâu ngon vậy? Chợ Bến Thành. Hả? Bánh tráng trộn với trứng cút ra chợ Bến Thành. Tôi quyết định học Anh Văn. Tôi học tiếng Anh tôi bán khách du lịch chơi. Tôi học tiếng Nhật tôi bán cốc. Vậy thôi đây. Anh Tư gì Tám đi em chờ người. Chờ người. Người nãy giờ người ta qua lợi quá trời đó. Em chờ người của em. Chờ bạn gái phải không? Nghe giọng ổng chớp kìa. Trời mình đi đi cái này biết rồi, dữ lắm rồi nè. Ăn hết thú một vịt lộn này đi. Đây. Đi nha, Tư Tám đi nha. Nhớ đừng gây lộn nữa nha. Ai cốc này trà đá đây. Ai bánh tráng trộn em. Trà đá. Trời Phật ơi, nhà nước sắp sửa giải tỏa cái bến phà này rồi. Không biết thương yêu nhau mà cứ gây lộn hoài vậy đó. Mà bởi vì em chờ mà chờ. Ai Chúa Giêng đây, Chúa Giêng đây bà con ơi. Người yêu ai thương tình xin mua giùm cho em miếng Chúa Giêng thơm ngon lại giòn. Ngày tháng mong nhờ ông bà cô bác giùm cho em miếng Chúa Giêng thơm ngọt. Xin mời bà con mua giùm em Chúa Giêng. Ai hả Chúa Giêng? Ý hả Chúa Giêng? Anh hộp vịt lộn. Trời đi bán từ sáng giờ đi kiếm em gần chết. Bây giờ mới gặp được em à. Ủa vậy hả? Từ sáng giờ bà bán được không em? Dạ còn nguyên mâm. Anh cũng còn nguyên thúng. Trời đất ơi. Em ơi, anh đi kiếm em từ sáng giờ, anh muốn nói chuyện với em. Ủa anh muốn nói gì? Anh muốn nói với cái vụ mà hôm qua hai đứa mình bàn dở dang đó. Chuyện hôm qua hai đứa mình bàn dở dang. Chuyện gì quên mất tiêu rồi. Bà vậy chị đội cái mâm Chúa Chiên riết rồi ngu luôn à. Thôi nha, không có xài xẻ em mà nha. Người ta đổi cái mâm chuối chiên rồi tự nhiên nói người ta ngu à. Xin lỗi em, tại vì cái chuyện là làm anh cầm mất ăn mất ngủ mà em nói em không nhớ là làm anh buồn quá. Thì em không nhớ, anh nhắc lại cái em nhớ liền à. Vậy hả? Mình ngồi đây đi. Để cái thúng hột vịt lộn, cái mâm chú chiên rồi anh nhắc cho em nhớ đi nha. Dạ anh nói đi, chuyện gì vậy? Em nhớ chuyện gì không? Dạ chuyện gì? Thầy cái chuyện của những chiếc lá trầu chờ xe lại miếng cao xanh, chuyện của chiếc hoa này nè lưu liên một mà cũng mà xong, chuyện của ông Tơ chờ xe sợi chỉ hồng nè. Cho cô hạ chuối chiên với anh hầu hột vịt lộn cùng sống trên bến phà quen thuộc. Em đã nói rồi đây là chuyện của mẹ cha chứ hai đứa mình đâu có chuyện để bàn. Anh biết rồi, hai đứa mình là hai đứa nhà nghèo, mẹ cha thì phải chạy ăn từng bữa. Nếu mai mốt có đám cưới rồi thì cũng phải có tiền làm dài ba mâm cô. Hiền ơi, họ hàng hai bên á, ai cũng biết đó là mình nghèo mình khổ. Nghèo thấy bà nội luôn á. Chị chỉ cần mình hạnh phúc ở bên nhau chứ đâu có cần cổ đầy mâm cao. Anh biết là không có cần cổ đầy mâm cao rồi. Dạ. Nhưng mà mai mốt cái hai đứa mình cái đám cưới xong rồi đó, cái hai đứa mình có gì? Hai đứa mình có gì? Thôi ba cái chuyện này để đàn bà con gái nói đi, đàn ông con trai nói cà mắt cà bắt cỡ cái lỗ miệng lắm. Trời ơi, chuyện gì mà đàn ông con trai nói biết mắc cỡ, bộ đàn bà con gái nói không biết mắc cỡ à? Ha, hồi vậy anh nói nha. Nói đi. Em đừng cười nha. Thì mai mốt hai đứa mình cái đám cưới xong rồi đó, cái hai đứa mình có mấy cô chú chiên con, mấy anh cọt vịt lộn con đó. Rồi mình nghèo quá là làm sao mình nuôi nó nổi á em. Trời ơi, có gì đâu mà anh lo. Bây giờ á, mình chưa có con, một ngày á cái em đội một mâm chuối chiên em đi bán. Mai mốt á, mà mình có con rồi đó, một ngày em đội hai mâm chuối chiên em đi bán là mình nuôi được con liền. Trời Phật đất địa ơi, tôi công nhận tôi có con vậy khôn quá trời quá đất luôn. Đúng rồi, bây giờ mà em chưa có con, một ngày em bán một mâm chuối chiên nè. Dạ. Mai mốt em có con rồi em bán một ngày hai mâm chuối chiên nè. Vậy giống như anh bây giờ anh chưa có con anh bán một trứng hột vịt lộn 3.500 nè. Mai mốt anh có con rồi anh bán một trứng hột vịt lộn 7.000 nè. Trời ơi trời ơi. Thôi anh tính nhiều quá, tính bán mắc quá cái ế không có ai mua, đem về nhà ăn thấy buồn nội luôn á. Kệ và bán ế để đem về vợ chồng con cái mình ăn. Anh nghe bà con ta nói ăn cà hột vịt lộn nhiều cà mướp gì cà mướp tóc lắm thiệt không biểu nè. Sao em biết không, mỗi lần mà đi cái bán ế về đó, tôi tối nằm ngủ gác tay lên trán, đó anh nằm mơ anh thấy đủ thứ hết trơn á. Trời ơi, anh nằm mơ anh thấy đủ thứ hả? Ừ. Anh thấy gì vậy? Anh thấy... Anh thấy... Anh với em cái nắm tay nhau đi vô cái đầm sen đập vịt nè. Trời ơi, đã quá. Rồi anh còn thấy... Thấy gì nữa? Anh thấy anh với em ở trường đi tắm mưa. Trời ơi, trời ơi, mấy chuyện này mà thấy gì chưa vậy? Hồi nhỏ anh với em đi tắm mưa đó. Thôi, anh đừng có la lớn. Anh la người ta nghe được, người ta cười tôi chết đó. Chuyện hồi nhỏ xíu mà tự nhiên bây giờ nói tôi lớn rồi chứ bộ. Anh quên. Anh còn thấy đủ thứ hết trơn á. Thấy gì nữa? Anh thấy... Đêm đêm thì tiếng dòng ru buồn, nghe gió lùa qua quang dừa xanh, anh nằm mà nghe thương nhớ Nhớ tiếng em cười mà như tiếng sóng lao sao. Ước mơ đơn ngày dòng sông rền vang pháo cưới. Đón hai đứa mình cùng nhau hát bài tình ca. Chúng ta tuy nghèo, ngày đêm lòng luôn mơ ước, dẫu cho sang giàu lòng không. Cái lòng hồng em sao? Lòng không đối với người ơi. Hả chú Chiên ơi, dĩ dầu cho mốt nọ mai kia mà người ta có bắt được nhịp cầu cái nói liền hai bờ bên bắc. Thầy anh đây, thầy anh đây, thầy anh đây. Thôi, như vậy. Cái gì mà dắt dữ vậy anh? Anh có ý đồ xấu nè, anh muốn bỏ cái bến phà này đi cho nên anh mới cà lâm cà lấp hoài á. Còn khuya à. Thì anh sẽ sắm cho đôi ta một chiếc thuyền con để em chèo anh lái xuôi. Làm lại. Thì anh đây sẽ sắm cho đôi ta một chiếc thuyền con đem chèo anh lái xuôi ngựa cấp dòng sông cho vạn chữ chung tình. Chung tình với ai nè? Với bánh phà này nè. Dèo dải nắng mưa gắn bó cuộc đời mình. Ông bà xưa thường có câu dù tình yêu của mênh mông vô tận cũng không thể nào giải thích được hai chữ cái tình yêu đâu. Nhưng nhất là tình yêu của anh dành cho em đó. Mà mỗi lần mà anh nghe em rao chứ ai mua cho chú Ý Chiên không là lòng anh nghe tha thiết lần lần và trong lòng xúc động biết bao nhiêu. Thiệt không? Thiệt. Nói vậy là cái mỗi lần mà anh nghe em rao ai chú Chiên không á là cái anh sao xuyến lần á hả? Anh không biết đâu mà mỗi lần mà em rao ai muốn chú Chiên không là tự nhiên người anh chỗ nào nó cũng nổi mày đai hết trơn trọi. Ngứa từ trên xuống dưới. Vậy chứ là mỗi lần á em nghe anh rao ai cà hộp dịch lộn không á cái em không có sao xuyến xíu siêu nào hết à. Vậy em nói em yêu anh chỗ nào? Yêu trời ơi, người ta yêu người ta nghe rao là người ta phải sao xuyến tâm hồn. Sao xuyến hiện à? Thôi anh biết rồi, chắc tại vì lúc đó em lo em bán này, em lo em ra, em lo thối tiền, em lo lấy tiền, tưởng em không để ý. Bây giờ em nhắm nhắm mắt lại anh rao lại cái em nghe sao xuyến lân liền được không đó? Thiệt nhưng mà anh ráng là rao với suông nha, đừng có cà lâm em có sao xuyến đâu. Anh biết rồi, vậy nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại ha, để anh coi trên bến phà có con nào dòm lén không. Đi đâu hết trơn trọi à. Bắt đầu rao nha, lấy hơi một rao thôi nha. Ai cái hộp dịch lộn không? Áo! Một không. Cái làm gì la dữ vậy? Ai cho anh hôn tôi? Không cho tôi hôn chứ cho nào hôn? Kể tôi. Mấy mốt về làm vợ tôi một ngày tôi đè ra tôi hung người ta 80 giác. Ai thèm làm vợ anh? Không chịu làm vợ tôi, chịu làm vợ nào? Vì dám chịu làm vợ thằng cha này lắm á. Cái cha đó đó. Đó, để mất kiến đen dòm còn đá nhãn nữa ha. Đá luôn. Ê, đứng lại. Thôi anh làm cái gì vậy? Lớn rồi mà chơi trò con nít. Ai nói em anh chơi trò con nít? Tự nhiên anh cà bằng móc súng là bắn ổng không? Tao móc súng tao bắn nào? Chứ làm gì? Anh chưa nói trời nhảy với ổng ta. Chứ anh muốn làm gì? Anh đang chuẩn bị anh tra chứ bộ. Trời ơi, Hôm nay bà đặt làm ca sĩ hết á. Cà lắm, cà lặp gì chứ ca bá phát luôn. Được không? Làm thử cho. Tại vì làm thử em nghe coi. Đứng đó nghe nè. Rồi. Chào ai? Cứ bằng lòng đi em về với quê anh. Một cù lao xanh, một dòng sông xanh. Trời ơi! Áo! Một vườn cây xanh, qua trái đưa hương. Thuyền ai qua sông, dòng họ mênh mông. Áo! Cả bằng lòng đi em, anh đón qua cầu. Cái mùa mưa, cái cầu trơn dâu khó đưa dâu. Bằng lòng theo anh dưới mái tranh nghèo. Về đây người quê chỉ có tâm lòng. Có chiếc xuồng ba lá cái bị đứt cục. Để yêu em. Ôi trai tim em đang dạt vào rung cảm. Thì bóng từ đâu báo tô mây giăng cho én nhạn lìa đôi tám sầu ngân. Anh bỏ ra đi không lời giả biệt để cuối sông tường em đợi em chờ. Yeah. Để anh, tới anh. Thầm nhớ thương ai mà suối lệ tuôn dòng. Em sẽ đứng trên một hòn đảo nhỏ, mặt hướng về phương ấy mịt mù xa. Bao ngày xa anh em dân thương hoài trong tim chí mình anh. Ôi nhớ thương hồi vẫn vương trong lòng. Giây phút bên nhau còn gì đâu nữa. Anh ơi tình ta cách xa. Giờ còn gì đâu đôi người đôi ngã. Nhớ thương chi nhiều luyến lưu chi nhiều chi làm khổ nhau thôi thà rằng chia xa. Anh ơi khỏi ai gieo sầu cho ai. Yeah. Trời Phật địa ơi, anh không ngờ anh có con ghệ ca vọng cổ bá phát luôn trời. Được hả? Anh có quà tặng em. Trời ơi, hay quá vậy. Chứ anh thấy em ca được quá anh tặng quà phải không anh? Đi bán ba thúng hột vịt lộn rồi mới mua được cái này cho em. Thôi, gây lộn 8 tiếng đồng hồ mới lấy được đồ. Trời ơi, quà gì mà dữ thần vậy trời. Trời ơi, 3 thúng hột vịt lộn, gây lộn 8 tiếng đồng hồ. Quà cái gì vậy anh? Cực kỳ từ. Cái gì vậy anh? Mẹ đi anh ơi. Em nôn quá, em hồi hộp quá anh ơi. Quà gì vậy anh? Cái kẹp. Em thấy anh lựa cho em cái màu tông không? Gây lộn 8 giác mới mua được á. Tại sao? Trời bà, cái bà bán kẹp bà nói cái kẹp này là ba chục ngàn. Anh trả ba ngàn bà bán luôn. Hố hàng phải trả 1,5 ngàn cũng bán. Gặp dân bến phà mà nói thách sao được. Xin phép em cho được cài lên hết tóc. Dạ đẹp quá anh ơi, trời ơi kẹp. Xin phép em cho anh được vuốt lại mái tóc của em. Gối quá. Dạ. Anh vuốt tóc em một lần này nữa là mấy chục lần rồi phải không em? Anh làm gì vậy? Anh kẹp lên. Tóc của em rối trơn trời, hồi tôi còn đi bán. Em là vàng đường tơ cho anh kẹp anh mua 3 ngàn. Ý trời 3 ngàn thế hoài vậy. Quá trời đẹp. Cảm ơn anh nhiều nha. Trời dễ thương quá. Anh ơi. Thôi anh đi bán nha. Thôi em cũng có quà cho anh nữa. Thôi đừng làm vậy nha, anh không thích làm vậy nha. Tự nhiên không anh tặng quà cho em rồi em tặng quà cho anh không chắc anh lợi dụng. Nếu mà làm như vậy là anh không bao giờ mình là tặng quà với người ta, mình không muốn bao giờ người ta tặng quà cho mình. Nếu mà mình làm như vậy là mình lợi dụng với nhau sao? Nếu mà làm như vậy thì em tặng quà gì cho anh vậy? Ủa sao cái vụ này nãy giờ tôi không thấy anh cà lăm vậy vậy hả? Đừng nói tôi tặng vàng cho tôi nha. Tôi không nhận đâu. Anh ơi. Hả? Đây là quà của em. Gói giấy trắng đàng hoàng á. Cảm ơn em. Xin phép em cho anh được gửi quà tại chỗ. Gói kỹ lưỡng quá. Ôi, sao tờ giấy trắng lật tới tờ giấy trắng. Sao tờ giấy trắng lật tới tờ giấy trắng nữa. Sao tờ giấy trắng lật tới. Trời, thật đất đi ơi, tôi tưởng gì cũng miếng chuối chiên. Ngày nào bán ế cũng thồn cho tôi mấy miếng ăn ngắn gần thấy mụ nội luôn. Thấy nó là tự nhiên, thấy nguyên cái nồi dầu và dầu ngay họng rồi. Nè, chê phải không? Chê tôi lấy lại á. Còn khuya có còn hơn không? Kệ có để trên đầu giường, sáng ngủ dậy gặm khỏi sức miệng. Cái Hạ ơi, còn cái vụ mà anh bàn với em nãy đó, nếu mà tía má em bằng lòng rồi anh nói tía má em qua thì em nếu bằng lòng mà bằng lòng á thì em sao em sao em cũng chịu luôn, em cũng chịu ha. Bà con cô bác làm ơn làm chứng ngày này năm sau tới ăn đám cưới hai đứa tụi tôi nha. Vì bằng lòng đi người yêu nhỏ bé, khúc dân ca bắt cầu em tới. Bằng lòng đi dũng trùng xa, nhớ thương nhau điều lý qua cầu.